Hello, xin chào các bạn, và trên tay mình đang là bộ bài Bicycle TTC Rainbow. Thì nghe cái tên và nhìn cái hộp bài là bạn đã biết rằng là cái bộ bài này là về chủ đề màu sắc rồi. Có rất là nhiều màu sắc trong cái hộp. Và đó là trong cái hộp như bạn, còn trong cái bộ bài nó còn nhiều màu sắc khác nữa. Mình sẽ cho bạn xem bên trong nó như thế nào. Thì bên ngoài thì nó đơn giản như vậy thôi. Ngoài trừ cái màu sắc thì nó được thiết kế nó sặc sỡ thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Còn bên trong thì cũng như vậy luôn. Tất nhiên là ngoài trừ màu sắc nó sặc sỡ thì nó được thiết kế đơn giản như vậy thôi. Đây là hai sticker đây các bạn. Rồi thì nó có độ tương phản, một màu đơn sắc và một màu trắng thì nhìn nó khá là ấn tượng. 2, 3, đây là cái xỉ bích này các bạn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ri, đầm, da. Thì phải thú thật một điều rằng là mình không có thích những cái cách phối màu của công ty như lắm. Tại vì nó có nhiều màu ở giữa nữa cho nên nó tạo ra một cái cảm giác giống như là nó hơi kỳ một tí. Nó hơi lạ một tí chứ không phải là đẹp. Đó là đối với mình thôi nha. Rồi ok, thì con này thì cũng ok nè. C2, mình thích những cái màu đơn sắc và nó có màu trắng hơn. 5, 6, 7, 8, rất là nhiều màu các bạn. Hình như là có lặp lại, hình như những màu này có lặp lại. Mình không biết nữa, trước mình check thử xem là nó có lặp lại hay không. Da, đầm, ri, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nãy giờ thì mình chưa thấy màu lặp lại, nhưng mà để mình check thử xem như thế nào. Đó thì có rất là nhiều màu như thế này. Mình thích màu này đẹp nè. Ok, và 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình có hai con. Hai con đó là con ba cơ. Đặc biệt đó là con ba cơ màu chùa, màu đỏ. Và có con ba cơ màu xanh ở dưới nhỏ nhỏ ở đây nữa. Bỏ một bên ha. Và đây là con đầm chuồng. Mình thử xem con đầm chuồng này nó có cái gì mà tại sao là có tới hai con đầm chuồng đúng không? Ở đây cũng có con đầm chuồng. Vậy là mình có hai con đầm chuồng giống y chang nhau nha các bạn. Mình sẽ bỏ hai con đó ra và để xem là nó có chung màu không. Rồi ok, mình sẽ test thử chung màu không. Ví dụ mình nhìn cái màu vàng này nha, mình sẽ tìm thấy màu vàng tới với nó. Không phải màu này là màu mạ nè. Và cái này cũng không phải luôn đúng không? Màu vàng này mình cảm thấy rằng là màu này nó hơi đậm hơn một tí, nhưng mà cũng tương tự nhau. Màu này ok, hình như là cái màu này thì nó đậm hơn rồi, mình bỏ xuống. Còn hai màu này thì mình không phân biệt được, thì có lẽ là nó giống nhau. Con xì và con sáu rô cũng có thể là khác nhau một tí, nhưng mà mình khó phân biệt. Đại khái là cùng lắm là nó lặp hai lá, thì có nghĩa là một là 52 màu khác nhau, còn hai là 26 màu khác nhau. Rồi mình sẽ thử trải ra như thế nào. Cái hiệu ứng mà trải ra thì nhìn nó giống cầu vồng. Thật sự thì cái này là nó giống cầu vồng, tại vì cái bộ bài tên đó là Rainbow. Ok, thì nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà với điều kiện là mình phải trải ra mà nó không có lộ cái trắng trắng ra thì nhìn nó rất là ảo, nó nhìn rất là đẹp các bạn. Thử một lần nữa coi. Không trả mà không lộ cái trắng trắng này, chỉ lộ cái viền này thôi. Đó. Đó, rất là đẹp các bạn. Chỉnh lại một tí. Rồi ok. Thì đây là cái quà cho mình trải ra, mình thử khoan ra như thế nào ha. Rất là đẹp, rất là ấn tượng. Và một cái điều thú vị mà mình phát hiện đó là khi mình kéo như vậy nè. Ok, chuẩn bị nha. Thì cái hiệu ứng nó rất là ấn tượng các bạn. Đó, nhìn giống như là coffee made đã chuyển màu nha. Như thế này nhìn nó lạ lạ. Cái kính á, giống như là cái kính mà 3D là cái màu sắc mà giống như là nó tự tự như vậy nè. Này, đó thì đó là review về sơ lược về cái bài thôi, cũng không có nhiều. Đại khái là màu sắc rất là đẹp và khi mà chảy ra và kéo như là người ta hiểu lắm thôi. Và bạn nào muốn mua bài này thì mình sẽ để link trong phần mô tả của video để bạn vào xem nha. Thì đó là nội dung của video này, cảm ơn bạn xem và hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Bye bye.